ông bà không biết để ai bưng. God damn it. Con trai cưng khắp mọi nơi mà đéo có ai nhận. Thằng sinh ra là con của giám đốc cũng có thằng ông bà già làm nai lưng. Con trai thích làm đầu gấu, rất là tự hào nắm đấm có màu máu. Thích thể hiện để giữ cái thể diện rồi lại bất ngờ khi ôm cái đầu máu. Rồi ai sẽ phải xin lỗi từng nhà? Coi mấy thằng bạn mày nó có đứng ra để có ai thăm viếng mỗi khi mày kiếm chuyện. Trong khi mày nằm viện ba già mày trả tiền. Đủ lớn để làm thì đủ lớn để chịu, mày đủ lớn để học phải đủ lớn để hiểu. Đủ sức chia tay có xin tiền thì phải đủ tự trọng không dùng tiền đó mua xe.